Mai Ngô thi Miss Grand Việt Nam hot lại loạt biểu cảm huyền thoại. Cuộc thi Miss Grand Việt Nam Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đang dần nóng lên với sự ghi danh của những người đẹp nổi tiếng. Mới đây nhất, fanpage Miss Grand Việt Nam cập nhật hình ảnh dự thi của người mẫu, vũ công, rapper Mai Ngô. Sự trở lại của Mai Ngô sau 5 năm vắng bóng trên đấu trường sắc đẹp nhận được sự quan tâm đặc biệt, được xem là cú nổ truyền thông. Trước đó, Mai Ngô từng trải qua nhiều sân chơi người mẫu, hoa hậu với những thành tích quán quân F-Idol 2012, Top 30 Thử thách cùng bước nhảy 2013, Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Top 45 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015, Top 12 Asia Next Top Model 2016, Á quân The Face gương mặt thương hiệu 2016, Top 70 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Cô được xem là drama queen ở nhiều chương trình truyền hình thực tế, với những biểu cảm và phát ngôn không thể lẫn với ai, tạo nên hiện tượng ảnh chế, hiện tượng truyền hình thực tế một thời. Cùng nhìn lại những biểu cảm và phát ngôn gây sốt mạng xã hội của chân dài sinh năm 1996. Mai Ngô được xem là người đẹp rất ăn phấn, ngoại ngữ và catwalk cũng là thế mạnh của cô khi đến với Miss Grand Việt Nam 2022. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong showbiz nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.